hai hôm em đi một lần, hai hôm em thăm một lần. Nên em đi thăm bẫy thấy nhiều gà quá các bạn. Làm tạm mấy cái bẫy này đánh thử xem được không. Bẫy đạp chân rút chân ấy. Bẫy này là gà với bìm bịp. Chim nó to to một tí, nó hơi nặng một tí là đạp vào là nó sập là cũng được. Sáng vào nó gáy xung quanh đấy đây. Đây cũng nhiều thợ bẫy lắm nhưng mà không biết là đã được con nào chưa. Vòng này là cắm đất đây, có cây ngang đây, lưỡi đây là nó dẫm vào. Rồi chút nữa là em quay cho các bác xem nhé. Rồi làm tạm 5 cái thôi. Đây em cắm cây đây nhé mọi người nhé. Cắm cây đây này. Cắm lấy chốt ở đây này. Cần cần đặt lên cây để rút nó lên được, quá mạnh. Để các bác ơi, nhìn thấy hoạt động của nó như thế đấy. Cái gà một cái lưỡi ở đây, gác cây lên đây, rồi chút nữa làm cái vòng qua đằng đây là gà hay chim trong đi, nó đạp phải cái cây này là nó rút lên. Vậy là đã xong các bác nhé. Ok. Thức ăn trưa của hai thằng bọn em có một con chim này, một con chuột này, ba quả cà chua này. Sốt chim lên thì chấm bánh mì thôi. Vẫn mang bánh mì đấy. Ngắm lửa đây rồi.
thêm luôn nữa cho nó có than to lên nấu rồi. À, bây giờ em lại thịt chuột đã nha, làm thịt chuột với thịt chim đã nha. Bữa ăn thôi, muộn rồi. Bữa trưa của hai anh em chỉ có thế này thôi. Đây là cà chua nấu với thịt chim với cả thịt chuột với lại ăn bánh mì. Đói thì còn mì gói, nấu mì gói ăn thêm. Nhưng mà chắc hai người ăn 5 cái bánh mì này căng tròn. Em mời tất cả các bác nhé. Ôi, mời các bác nha. Chào mời các bác nha. Mời tất cả mọi người. Có lẽ em phải dừng video tại đây đây. Để ăn rồi, muộn lắm rồi, đói lắm rồi. Em chào tất cả mọi người nhá. Hẹn mọi người gặp ở video sau. Chào mọi người đi xem này. Chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người.